9:30 sáng 29 tháng 6, đoàn công tác đội 2.1 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu kinh doanh mặt hàng thủy sản tươi sống chợ Long Biên, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, các kiosk trong chợ vẫn đang hoạt động bình thường. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu tại đây là mực tươi sống. Mực đông lạnh được chế biến tại đây đều nhập từ nước ngoài và đã có hạn sử dụng từ 3 đến 4 năm. Tất cả số mực đang được nhân công đóng ướp vào thùng đá đều bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mực tươi đông lạnh được giã đông, rửa bằng nước giếng khoan, sau đó mực được cho vào các thùng phi loại 200 lít, ngâm với đá cây, nước muối. Tiếp đó, mực còn được ngâm với một loại hóa chất để tẩy trắng và khử mùi hôi thối. Mời bạn đọc chứng kiến quy trình chế biến mực thối đông lạnh thành mực tươi trắng nõn. Theo cơ quan công an, quá trình trinh sát ghi nhận, lượng mực tiêu thụ tại khu chợ này vào ngày cao điểm có thể lên tới hơn 1 tấn. Vụ việc đang được đội 2, phòng cảnh sát môi trường tiếp tục điều tra làm rõ.